Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của diễn viên mới bị bắt Lệ Hằng nhé. Cuộc sống của diễn viên Lệ Hằng hoài Thatcher trong Xin Hãy Tin Em biến mất bí ẩn rồi gây sốc vì bị bắt do mua bán ma túy. Thông tin diễn viên Bùi Thị Lệ Hằng, người từng đóng vai hoài Thatcher, bị cảnh sát bắt quả tang khi mang gần 0,7 gam ma túy khiến công chúng rúng động. Trong suốt nhiều năm qua, nữ diễn viên này cũng gần như biến mất khỏi các hoạt động nghệ thuật. Diễn viên Lệ Hằng hoài Thatcher trong phim Xin Hãy Tin Em là ai? Năm 1997, bộ phim Xin Hãy Tin Em lên sóng truyền hình quốc gia và trở thành một trong số những bộ phim kinh điển nhất về chủ đề đời sống sinh viên. Phim tập trung miêu tả cuộc sống, cá tính của cô sinh viên ngang tàng, quậy phá có tên Hoài Thatcher. Là con gái, xinh đẹp, lại mang mác sinh viên nhưng Hoài uống rượu, đánh nhau và quậy phá không thua bất cứ chàng trai nào. Mọi việc chỉ thay đổi khi cô gặp và có tình cảm với Phong, một chàng trai hiền lành, chân thành và là dân Hà Nội gốc. Tình yêu chớm nở với Phong khiến Hoài muốn từ bỏ những cuộc nhậu, những màn gây gổ và sống đúng bản chất dịu dàng, tình cảm của mình. Nhưng quá khứ lừng lẫy của Hoài đã khiến tình yêu gặp trắc trở. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim Xin Hãy Tin Em và hình ảnh nhân vật Hoài Thatcher vẫn in đậm trong trí nhớ của những khán giả yêu phim truyền hình Việt thuộc thế hệ 7X, 8X. Thủ vai Hoài Thatcher là nữ diễn viên Lệ Hằng. Năm đó, Lệ Hằng chưa đầy 20 tuổi và là sinh viên năm nhất của trường sân khấu điện ảnh. Lệ Hằng tên thật là Bùi Thị Lệ Hằng, quê Tuyên Quang. Năm 1995, cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Bản Tình Ca Trong Đêm. Năm 1997, tên tuổi của Lệ Hằng vụt sáng với vai Hoài Thatcher. Thời điểm đó, bộ phim và nhân vật Hoài nổi tiếng đến mức bất cứ cô gái nào cá tính, ngang tàng người ta đều ví với Hoài Thatcher. Còn bản thân Lệ Hằng kể từ sau vai diễn Hoài Thatcher, cô gần như bị mất tên thật vì rất nhiều năm sau đó, cứ thấy mặt Lệ Hằng, khán giả chỉ nhớ và gọi cô là Hoài. Sau phim Xin Hãy Tin Em, Lệ Hằng bén duyên với nhiều bộ phim truyền hình khác nhưng đều là những vai các cô gái cá tính, chị đại, tội phạm nữ. Dấu ấn của Lệ Hằng với điện ảnh phải kể đến các vai diễn như Bảo trong Những Ngọn Nến Trong Đêm, Thanh Sói trong Cổ Cồn Trắng, Ban trong Chuyện Phố Phường, Túy trong Phi Đội Chuồn Chuồn. Tuy nhiên, chính Lệ Hằng cũng thừa nhận Hoài Thatcher là một cái bóng quá lớn khiến cô không thể vượt qua được. Lệ Hằng biến mất bí ẩn rồi bị bắt vì mua bán ma túy. Sau khi tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, Lệ Hằng trở thành diễn viên của nhà hát tuổi trẻ. Tuy nổi tiếng trên truyền hình với những vai nữ quái, chị đại nhưng trên sân khấu chị hiếm khi được thủ vai chính. Thành công của vai diễn ấy cũng như một con dao hai lưỡi. Hoài Thatcher có thể đưa Lệ Hằng đến gần và nổi tiếng trong khán giả nhưng vì cái bóng quá lớn của nó đã khiến tên tuổi của chị chỉ đứng ở vai diễn ấy mà thôi. Ở bất cứ bộ phim nào sau đó, Lệ Hằng vẫn không vượt qua được. Có lần khi được phóng viên phỏng vấn, chị có oán đạo diễn Thanh Hải khi làm chị không thoát xác được khỏi nhân vật ấy. Lệ Hằng có câu trả lời nhiều tâm sự, có mà cũng không. Nếu mình có thoát xác khỏi Hoài, có thay đổi thì nhìn mặt mình thôi cũng chẳng ai tin được. Ngay cái cảnh trong phim Xin Hãy Tin Em, Phong đến ký túc xá, Hoài bẽn lẽn vân vê vạt áo. Cả đoàn làm phim lăn ra cười, còn mình không hiểu tại sao. Sau mới biết, khi đóng cảnh hiền lành, giả nai thì cứ nhìn cái mặt mình là không thể tin được, Lệ Hằng từng cho biết. Theo chị chia sẻ, ở thời điểm 2007, mức lương của chị chỉ là 500.000 đồng trên tháng. Nói về số lượng ít ỏi này, nữ diễn viên nổi tiếng một thời ngậm ngùi, nếu không có chồng, tôi chết đói. Thậm chí mẹ chồng cũng hết lòng ủng hộ, chị từng chia sẻ về gia đình, rất may là gia đình chồng rất hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của mình. Vì thế, mình càng luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm với gia đình bên nội. Tuy nhiên, hạnh phúc và vinh quang của nghề diễn không giữ Lệ Hằng ở lại với sân khấu và màn ảnh nhỏ quá lâu. Năm 2012, nữ quái nổi tiếng của màn ảnh nhỏ một thời tuyên bố giải nghệ. Kể từ đó tới nay, chị hoàn toàn mất tích khỏi showbiz Việt. Thậm chí, những đồng nghiệp cũ của chị ở nhà hát tuổi trẻ cũng không rõ chị đang ở đâu, làm gì. Ngày 23 tháng 4, Công an quận Đống Đa Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú, ngõ 222 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại trước số nhà 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy, Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất cấm. Công an thu giữ 0,696 gam ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an,
đối tượng đã khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng để được cập nhật liên tục những video mới nhất về Tiểu Sử Người Thành Công và Nổi Tiếng khác nhé.